Xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio là lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái siêu phẩm. Đây gọi là một siêu phẩm về cái dòng Vanker huyền thoại anh em nhé. Dòng Vanker PA298 của Boston Audio này là con này là hàng xịn của Korea anh em nhé. Con này hàng xịn của Korea luôn và nó là dòng huyền thoại rồi. Vang nhạy siêu hay, dòng cơ nhưng mà chỉnh vang nhạy cực kỳ hay luôn anh em nhé, không thua những cái con vang số đắt tiền đâu nhá. Đấy. Và giật thật may mắn là bên em về được một con nó rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn, zin 100%, đẹp xuất sắc. Đấy, chạy hoàn hảo anh em nhé. Con này giờ rất hiếm, để tìm được một con chuẩn hàng xịn và đẹp như này là bao hiếm luôn anh em nhá. Đấy. Tuy là vang cơ thôi nhưng mà nó là thuộc dòng top rồi đấy. Và sau đây em sẽ test một đoạn karaoke anh em thử cái chất âm của nó nhá. Chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu khó chia phôi. Mình gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng thôi. Tha thiết yêu nhau mà vui. Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến. Những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh đón trăng lên, tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biệt ly. Em ơi em ta thấy em về bao rộn ràng, đôi khi hân hoan em sẽ duyên thăm thầm phải nói con này nó hát đỉnh cao luôn em nhé. Con này ấy, em đang ghép với một con đẩy DMX MP500 và con này anh em nếu như có những con âm ly của Nhật Mỹ mà để ghép vào một dàn nghe nhạc ấy và anh em ghép thêm con này để hát karaoke thì quá đẳng cấp luôn anh em nhé. Một con rất là đẹp, siêu đẹp luôn. PA298 anh em đã chơi rồi thì biết, mà còn anh em chưa chơi anh em cứ search lên mạng là biết cái độ chất của nó như nào nhá. Đấy. Và hiện tại để kiếm được một con zin hoàn hảo và đẹp như này là rất là hiếm luôn anh em nhá, bao hiếm. Và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Anh em nào có một bộ dàn nghe nhạc lớn rồi thì có thể ghép thêm con này là hát karaoke rất là sướng anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em.